Kính thưa đồng chí Phùng Hữu Phú, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành ở Trung ương. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các thầy cô từ các viện, các trường. Kính thưa ban lãnh đạo và tập thể người lao động của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Tôi rất là vinh dự là được các đồng chí lãnh đạo Rạng Đông cho phép phát biểu ngay sau khi mà chúng ta vừa xem một cái phóng sự rất là tuyệt vời của công ty Rạng Đông. Có thể nói là cách đây 5 năm khi mà chúng tôi góp ý vào cái đề án chuyển đổi số của Rạng Đông thì cá nhân tôi cũng chưa hình dung được ngày hôm nay của Rạng Đông với những bước tiến rất là mạnh mẽ, có sự chuyển đổi về chất rất là quan trọng và đạt được những thành tựu có thể nói là rất là tốt đẹp. Về những cái thành tựu của Rạng Đông thì trong cái video clip vừa rồi cũng như trong các báo cáo của các đồng chí lãnh đạo Rạng Đông đã thể hiện rất là đầy đủ về tốc độ tăng trưởng, về nâng cấp về công nghệ, rồi về các cái vấn đề khác để có thể đạt được cái tốc độ tăng trưởng trung bình từ 20 đến 30% trong 5 năm vừa qua. Tuy nhiên trong ngày hội Tech Day của Rạng Đông ngày hôm nay, tôi muốn có đôi điều cần nói thêm để chia sẻ niềm vui cũng như là cái trách nhiệm của Rạng Đông đối với cái hệ thống các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân đang trở thành những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ cao. Kính thưa quý vị đại biểu, có thể nói là chúng ta đang ở trong một giai đoạn chuyển đổi số đang rất là mạnh mẽ. Theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, quyết định 749 của Thủ tướng Chính phủ, và có thể nói là Rạng Đông xứng đáng là một đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số của khối doanh nghiệp sản xuất. Chúng ta cũng biết là gần đây thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một bài viết rất là quan trọng vào dịp ngày 2 tháng 9 năm 2024. Đó là chuyển đổi số là một cuộc cách mạng. Nó phát triển lực lượng sản xuất, nó hoàn thiện quan hệ sản xuất và nó giúp cho hình thành một phương thức sản xuất mới là phương thức sản xuất số. Nếu nghiên cứu thật kỹ nội hàm của tất cả những vấn đề mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra thì có thể nói là chúng ta thấy rằng chuyển đổi số nó đã làm thay đổi rất nhiều cả lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất. Bây giờ thì những cơ sở dữ liệu và những nền tảng công nghệ số nó đã trở thành tư liệu sản xuất vô cùng quan trọng, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sức sản xuất cũng đã có sự thay đổi với sự trưởng thành của đội ngũ những người làm khoa học công nghệ. Cái hàm lượng tri thức trong phát triển sức sản xuất của chúng ta cũng đã thay đổi một cách đáng kể. Còn về quan hệ sản xuất thì từ cái quan hệ sở hữu cho đến quan hệ phân phối sản phẩm xã hội cho đến cái phương pháp tổ chức sản xuất của chúng ta cũng đã thay đổi căn bản. Và chính điều này làm cho tôi cảm thấy rất là vui mừng ở chỗ là Rạng Đông luôn luôn là đơn vị đi đầu trong tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Tôi chỉ nói một ví dụ là chúng tôi cũng đã nhiều lần góp ý với Chính phủ, và trong dịp gần đây nhất khi mà được gặp các đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Kinh tế Trung ương thì chúng tôi cũng đã đề nghị là để chuyển đổi số có thể phát triển thành công ở phạm vi toàn quốc thì Bộ Thông tin Truyền thông và Chính phủ phải sớm ban hành tiêu chuẩn hoặc là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dữ liệu. Bởi vì cái gốc của chuyển đổi số chính là dữ liệu. Chúng ta chưa làm được luật dữ liệu, và chính vì thế chúng ta chưa quy định được các dữ liệu phải có một cái tiêu chuẩn chung, một cái quy chuẩn kỹ thuật chung.
Và vì thế mà bây giờ mọi tổ chức cá nhân khi chuyển đổi số đều phải tự xây dựng cơ sở dữ liệu của mình mà không theo một cái tiêu chuẩn chung. Vì thế mà rất khó có thể tích hợp thành cơ sở dữ liệu quốc gia. Chưa nói là chúng ta phải tích hợp để trở thành cơ sở dữ liệu quốc tế. Trong khi chúng ta chưa làm được cái việc đó, thì đến thăm Rạng Đông nay tôi đánh giá rất cao cái ý tưởng sáng tạo của Rạng Đông. Đó là hình thành một cái hệ sinh thái Rạng Đông với sự kết hợp của Rạng Đông với các đối tác là những doanh nghiệp công nghệ, các cái tổ chức khoa học công nghệ. Quy mô của nó có thể là còn nhỏ, nhưng mà trong phạm vi hệ sinh thái của Rạng Đông, chắc chắn là chúng ta có thể thống nhất với nhau được về cái cấu trúc của cơ sở dữ liệu để có thể tích hợp cơ sở dữ liệu của nhau. Và trên cơ sở đó chúng ta khai thác tốt nhất cái cơ sở dữ liệu của các cái doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Và nếu như tất cả các doanh nghiệp, tất cả các tổ chức của chúng ta mà làm theo cái phương pháp này thì cũng sẽ giúp cho chính phủ có thể ban hành sớm được cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu. Người ta nói rằng là muốn đi xa thì cần phải đi cùng nhau. Trong thời đại ngày nay chắc chắn là không có doanh nghiệp nào tự mình làm được tất cả mọi việc. Và chính vì thế tôi đánh giá rất cao ý tưởng của Rạng Đông trong việc xây dựng cái hệ sinh thái của Rạng Đông cùng với các doanh nghiệp công nghệ khác. Chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau phát triển các nền tảng công nghệ mới để có thể có được những cái nền tảng công nghệ thật là hoàn thiện, giúp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đáp ứng cái tăng trưởng của Rạng Đông với mục tiêu là tới năm 2030 thì Rạng Đông có thể lọt vào top các doanh nghiệp tỷ đô của đất nước chúng ta. Vấn đề thứ hai mà tôi cũng đánh giá rất cao là trong báo cáo của Rạng Đông thì các đồng chí đã đặt ra vấn đề chuyển đổi kép, chuyển đổi số, bây giờ là phải chuyển đổi xanh. Và chúng tôi cũng biết rằng là tiêu hao năng lượng cho sản xuất của Rạng Đông trong 5 năm vừa qua đã giảm đi hơn 3 lần. Từ mức 0,47 xuống còn mức 0,14 TOE, tức là tấn nhiên liệu quy ước cho 1 tỷ doanh thu. Và đây là một con số ấn tượng, bởi vì không phải doanh nghiệp nào của chúng ta cũng làm được điều đó. Đã đến lúc chúng ta cũng phải tăng trưởng kép, chuyển đổi số nhưng phải chuyển đổi xanh, phát triển nhưng phải đảm bảo yếu tố sinh thái, yếu tố môi trường. Và Rạng Đông cũng là một trong những doanh nghiệp sớm đặt ra vấn đề đó như là một vấn đề sống còn của doanh nghiệp của mình. Và những cái giải pháp mà Rạng Đông đã áp dụng với những giải pháp thông minh, kể cả đô thị thông minh, doanh nghiệp thông minh, nông nghiệp thông minh thì đều bao hàm cái yếu tố là chuyển đổi xanh. Và tôi cũng rất là chúc mừng công ty Rạng Đông luôn luôn đi tiên phong trong những vấn đề rất khó, rất phức tạp và mang tính quyết định cho sự phát triển của doanh nghiệp. Thế còn rất nhiều vấn đề khác thì tôi đã có nhiều dịp được báo cáo với các vị đại biểu về Rạng Đông. Và hôm nay cũng nhân có đồng chí Phùng Hữu Phú cũng như các đồng chí ở ban cán sự đảng của khối doanh nghiệp Hà Nội thì cũng xin nhắc lại một chút. Rạng Đông là một hình mẫu về chuyển đổi về cổ phần hóa thành công, từ một doanh nghiệp nhà nước trở thành một doanh nghiệp cổ phần. Rạng Đông cũng là hình mẫu của việc xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Rạng Đông cũng là hình mẫu của một doanh nghiệp khoa học công nghệ đang phấn đấu để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao với cái quy mô 1 tỷ đô la. Và đặc biệt là Rạng Đông là một hình mẫu về thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, đồng thời phát huy được sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, những người lao động trong công ty. Và ngày hôm nay chúng ta chứng kiến ngày Tech Day lần thứ 10 của Rạng Đông. Và tôi cũng có vinh dự được tham dự 7 trong số 10 cái Tech Day này của Rạng Đông trong nhiều năm qua. Thì có thể nói là tôi vô cùng ấn tượng là tập thể những người lao động của Rạng Đông là một tập thể rất sáng tạo. Hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất, đem lại những sản phẩm thông minh, những cái kết quả rất là tốt đẹp của Rạng Đông ngày hôm nay. Và Rạng Đông
cũng xứng đáng là một cái hình mẫu của những doanh nghiệp trí tuệ, huy động được trí tuệ không chỉ của các viện trường, của các đối tác, mà còn huy động được trí tuệ của chính đội ngũ cán bộ, người lao động của công ty. Trên tinh thần như vậy, một lần nữa cho phép tôi thay mặt cho Hội Tự động hóa Việt Nam khẳng định niềm tự hào của Hội Tự động hóa Việt Nam có một hội viên tập thể như Rạng Đông. Và chúng tôi chúc mừng những thành công của Rạng Đông trong 5 năm chuyển đổi số, chúc cho Rạng Đông tiếp tục thành công trên chặng đường để trở thành một doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam trong 5 năm tới. Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo và tập thể người lao động của Rạng Đông tiếp tục thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trước hết xin kính chào tất cả các quý vị ạ. Xin kính chào anh Phùng Hữu Phú, lâu ngày quá rồi mới gặp anh. Hôm nay rất mừng là trông anh vẫn rất là khỏe khoắn và sáng lạ. Thế xin kính chào tất cả các vị khách quý đã đến dự hôm nay. Và trước hết thì có lẽ tôi xin phép được gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới Rạng Đông, tới tất cả các anh, các chị trong nhóm tư vấn cho Rạng Đông, cố vấn cho Rạng Đông, và đặc biệt là các đối tác của Rạng Đông. Cách đây cũng một năm, tôi cũng được tham gia cuộc gặp mặt để kỷ niệm 4 năm chuyển đổi số của Rạng Đông. Thì lúc bây giờ đã rất ấn tượng rồi, nhưng bây giờ thực sự là một năm sau đã thấy quá nhiều những cái mới và ấn tượng vô cùng với tất cả những gì các anh, các chị đã làm được trong thời gian vừa qua. Thế có lẽ cũng đã có rất nhiều ý kiến hay mà được phát biểu rồi, nhất là anh Nguyễn Quân. Thì anh nói được rất nhiều điều mà tôi cũng hoàn toàn chia sẻ với anh về những suy nghĩ đó. Ở đây thì thời gian có hạn, tôi chỉ xin phép chia sẻ vài điều. Đứng trên giác độ của tôi là một người có thể nói là suốt đời làm việc với doanh nghiệp, đồng hành với các doanh nghiệp khác nhau trên cả chặng đường phát triển dài của chúng ta để đóng góp cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thì đứng trên góc độ đó thì có thể nói là cái việc mà được đồng hành với Rạng Đông trong khoảng hơn chục năm vừa qua, ban đầu chỉ là chia sẻ một số vấn đề về hội nhập quốc tế, về xu hướng phát triển doanh nghiệp này khác, nhưng mà nhất là trong những năm gần đây thì tôi thấy là vô cùng cảm phục Rạng Đông. Một mặt khác thì tôi thấy rút ra biết bao nhiêu bài học hay cho các doanh nghiệp khác. Tôi nghĩ ở đây thì có lẽ mấy vấn đề này. Trước hết là bản thân Rạng Đông, đúng như trong trình bày của anh Đoàn Kết đã nêu, là năm đặc điểm của Rạng Đông, không phải chỉ cho cái lần khởi nghiệp lần thứ 6 này đâu, ở tuổi 60 đâu, mà xuyên suốt từ đầu đến giờ thì các anh các chị đã thể hiện được điều đó. Cái sự chủ động từ đầu trong khi phát triển, ngày đấy còn là một doanh nghiệp quốc doanh, nhưng mà Rạng Đông đã tạo cho mình những sắc thái khác so với những nơi khác, nhất là việc lấy việc là được Bác Hồ đến thăm để gây dựng cái tư duy đó theo lời Bác Hồ dạy, nó xuyên suốt cho hoạt động của mình. Đấy là cũng là cái là không có nhiều doanh nghiệp làm được. Tất nhiên là không nhiều doanh nghiệp được Bác Hồ đến thăm, nhưng mà tôi nghĩ trong các đơn vị đã được Bác Hồ đến thăm, đơn vị mà khai thác được tốt nhất, biến cái việc đó thành sức mạnh cho mình thì Rạng Đông là điển hình. Chứ có lẽ tôi cũng theo đuổi nhiều doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp lớn là còn được Bác Hồ đến thăm vài lần đấy chứ. Nhưng mà họ tận dụng được, khai thác được để biến thành sức mạnh về tinh thần cho mình để mà hoạt động trong suốt cả một thời gian, một chặng đường dài như vậy thì chỉ rất là hiếm. Thế thành ra ở đây thì đấy cũng là một cái điểm khác biệt. Nhưng mà trong các cái của Rạng Đông năm đặc điểm thì cái số 1 là cái tinh thần chủ động của Rạng Đông. Thì thực sự là trải qua 6 lần khởi nghiệp như các anh đã trình bày, thì mỗi một lần đó đều có sự chủ động rất cao với mình, của mình. Và cái việc chủ động tham gia cổ phần hóa, và nhất là sau khi được cổ phần hóa hoàn toàn để 100%, thì các anh các chị có một sự chuyển động, chuyển mình rất nhanh, vận hành hoàn toàn theo tư cách như là các doanh nghiệp tư nhân khác trên thị trường. Và cái đó thực sự nó mang một sức sống mới rất là mãnh liệt cho Rạng Đông. Hiếm có đơn vị nào cổ phần hóa mà thành công như vậy.
nhưng tôi nghĩ là đã khai thác được rất tốt những yếu tố từ nền tảng của một doanh nghiệp nhà nước đã có những thế mạnh nhất định rồi, nhưng chuyển sang cơ chế thị trường, giữ vững được và phát triển được cái năng lực cạnh tranh của mình, vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường là một điều rất tuyệt vời. Cái số mà đạt được như vậy cũng hiếm hoi lắm, đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như thông thường hay nói đến trường hợp của chị Mai Kiều Liên của Vinamin, hay là chị Mai Thanh công ty cơ điện lạnh Thành phố Hồ Chí Minh, hay một số đơn vị khác, nhưng mà không phải nhiều đơn vị làm được những cái việc như vậy. Thì cái tính chủ động là rất cao, qua mỗi một giai đoạn đều có chủ động tìm những cái cách mới, ứng dụng những cái phương thức mới để đưa mình lên, vượt lên. Cái thứ hai nữa là cái tinh thần khát vọng, thực sự là cái khát vọng phát triển là được truyền, và tôi thấy là có lẽ nó cũng là bài học chung, là trước hết nó phải từ người đứng đầu. Những người đứng đầu, những người lãnh đạo doanh nghiệp phải có khát vọng lớn, phải rất mong muốn thay đổi thì mới thúc đẩy được đội ngũ của mình thay đổi. Chứ nếu mà lãnh đạo không có khát vọng ấy, thậm chí anh em ở bên dưới ta có khát vọng thì lại còn đè khát vọng người ta xuống. Và có những người sẽ buộc phải rời đi, không làm việc tiếp được, bởi vì khát vọng người ta không được phát huy, không được vượt lên. Mà chính khát vọng đó thì là từ lãnh đạo mà lại có một cái sự truyền lửa cho toàn bộ đơn vị, cho tất cả mọi người, từ cán bộ công nhân viên, tất cả mọi người cùng theo khát vọng đó. Những cái báo cáo khác của các chị khác đấy, của các bộ phận khác nhau cho thấy rất rõ là mỗi một bộ phận đều có khát vọng rất mạnh mẽ để phát triển mình. Thì tôi nghĩ cái điều này là tuyệt vời. Khát vọng đó thực sự là có cái sức truyền lửa rất cao trong tất cả. Thế còn cái thứ ba, tinh thần dám thử nghiệm thì chắc chắn rồi. Chúng ta nói dám nghĩ, dám làm, nhưng mà đi vào những cái mới thì ban đầu phải có thử nghiệm đã, chứ không phải là không được. Trong lĩnh vực này của các chị đã liên tục chuyển qua các giai đoạn khác nhau, nâng cấp dần cái sản phẩm của mình lên theo yêu cầu của thị trường, của thời đại, của những cái công nghệ mới, những cái kỹ thuật mới mà có thể mang lại được. Thì cái tinh thần đó cũng là tinh thần rất lớn, bởi vì cũng không ít người biết đâu, là biết hẳn hoi là bây giờ đang cần, đang phải làm thế này thế khác, nhưng không dám làm, thử cũng không dám thử. Không dám thử tức là không dám chấp nhận rủi ro để chịu thất bại, thì làm sao mà vượt lên được. Cái điều đầu tiên phải là dám thử chứ. Tôi nghĩ đối với từng cá nhân cũng vậy, nhưng mà các đơn vị thì lại càng cần phải thế. Thế còn hai cái kế tiếp của các chị nói là đổi mới sáng tạo, thì điều đó rõ ràng rồi, thử nghiệm rồi chị cũng thấy rõ là một ngành, một lĩnh vực như thế này muốn vượt lên thì phải đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo về nhiều mặt, về công nghệ, về kỹ thuật, về chất lượng con người, về hệ thống quản trị, thì tất cả. Và cái trong đổi mới sáng tạo này thì cái quý nhất là các chị đã biết đi tìm các đối tác, mời được những đối tác lớn tham gia. 30 đối tác về công nghệ mà các chị đã lựa chọn đưa vào, cùng với một loạt những người, đội ngũ cố vấn của các anh chị từ Đại học Ngoại thương, từ các trường khác nhau tham gia vào. Mà tôi biết là nhiều năm nay, chứ không phải đến cái giai đoạn chuyển đổi số này các chị mới mời tham gia vào. Nhưng mà như vậy là rất quý, vì nếu không dựa vào, không biết mượn sức người khác, không biết hợp tác, không biết cộng tác, thì làm sao mà phát triển nổi. Cũng có một thời là một số cơ quan nhà nước hay khuyên, hoặc là lãnh đạo các bộ khác nhau hay khuyên doanh nghiệp là phải xây dựng trong đội ngũ của mình, nào là có bộ phận pháp lý, nào có bộ phận thông tin, nào là có chuyên gia về công nghệ để khác. Làm sao một doanh nghiệp có đủ tất cả được, mà có thì cũng không thể có đủ năng lực để làm những cái việc cần thiết được. Nên cái tốt nhất, cái hay nhất là học hỏi từ bên ngoài, kết nối với bên ngoài. Theo phương châm như là nếu mà chúng ta gọi ngôn ngữ thị trường tạm gọi là thuê ngoài, nhưng mà chính cái việc kết nối, cái việc thuê như thế này, nó vừa giúp cho các chị trưởng thành lên, mới học mới làm được, chứ còn tự mình thì không thể làm được đâu. Trong những lĩnh vực mới đó thì rõ ràng là không thầy đố mày làm nên, thì không có những người mà có những cái kỹ năng rất giỏi, có những đơn vị rất là thành thạo trong các lĩnh vực, thì tự mình không thể giải quyết nổi từng bài toán một trong cái quá trình chuyển đổi số của mình, cũng như trong quá trình chuyển đổi kể cả về hệ thống quản trị, cách tiếp cận thị trường vân vân của mình. Và cũng trong đổi mới sáng tạo đó thì các chị đã biết rất biết gắn giữa đổi mới sáng tạo trong sản xuất gắn với các dịch vụ đi cùng. Thời đại hiện nay thì rõ ràng là các nhà sản xuất không thể chỉ nghĩ đơn thuần là mình là một nhà sản xuất đơn thuần và rồi đưa ra thị trường được. Hoặc là toàn bộ cái khâu ra thị trường kết nối với người tiêu dùng như thế nào thì lại dựa vào những người khác họ chuyên làm, chứ còn tự mình không làm thì không được đâu. Thành ra cái kết nối này thì cái đổi mới sáng tạo này thì tôi nghĩ nó về nhiều mặt khác nhau, và đây là cũng rất hay.
Và cũng chính từ cái xây dựng quan hệ đối tác này thì là chúng ta cùng có lợi chứ. Đối với các anh các chị làm ở các viện khác nhau hoặc các trường đại học, tôi nghĩ là một cơ hội rất quý để đưa được những kiến thức, những cái công nghệ, những kỹ năng mình có được truyền tải lại và ứng dụng vào thực tế. Chứ còn ở nước ta hiện nay đấy, nhiều khi cũng rất tiếc là số viện khoa học, số viện nghiên cứu không phải là ít, đầu tư không phải là ít, nhưng mà không có chỗ để thực nghiệm, để mà có thể từ đấy thì phát triển ra được, vừa phát huy được ứng dụng trong xã hội, mang lại lợi ích xã hội, mà vừa từ đó mà phát triển thêm được các kỹ năng hoặc là các trình độ cần thiết của những người làm công nghệ, những người làm về các khâu kỹ thuật. Thì tôi nghĩ cái sự hợp tác này là quý hóa vô cùng. Thế còn cái điều cuối cùng là về nhân lực, về con người thế hệ mới thì điều đó chắc chắn là cần rồi. Mà không phải chỉ có đội ngũ mới thôi đâu. Tôi nghĩ bây giờ ngay ở Rạng Đông cũng như là ở nhiều đơn vị khác, nó có thể nói nếu mà tính cứ 20 năm là một thế hệ thì đơn vị nào cũng có 3 thế hệ đang làm việc cùng với nhau. Những thế hệ, những người như anh Thăng hoặc là anh Kết hoặc là một số anh chị khác, chị Liên chẳng hạn, thì là những người thuộc thế hệ đầu tiên của Rạng Đông ở cách đây 60 năm. Thì thế hệ đó là thế hệ đã và đang dẫn dắt phát triển, thì thế hệ đó tự mình phải đổi mới trước, phải đổi mới trước về tư duy, về cách tiếp cận, và rồi từ đó thì mới có thể thúc đẩy những người khác, lôi kéo những người khác tham gia được. Thành ra nếu mà nói về đội ngũ mới với tinh thần mới, động lực mới, thì cái tinh thần của những người dẫn dắt, những người còn đứng đầu ấy, vẫn đang lãnh đạo doanh nghiệp phải là đầu tiên. Và tinh thần đó thì không những là dẫn dắt mà còn là tinh thần thực sự là rất chăm học hỏi, rất biết lắng nghe. Học hỏi lắng nghe không phải chỉ ở các chuyên gia bên ngoài mà cả ở đội ngũ nội bộ của mình, thì như vậy mới có thể phát huy được anh em. Chứ nếu không, không thể là cái gen chuyển đổi số nó đi được vào toàn bộ Rạng Đông để nó biến thành một gen của cả một tập thể công ty rộng lớn như thế này được. Thế đây là cái điều mà tôi nghĩ là cái tinh thần đó là rất là quan trọng. Thành thế hệ mới ở đây chúng ta hiểu là vẫn còn có thể có thế hệ lứa tuổi khác nhau, chứ không nhất thiết là thế hệ mới tất cả phải là đều là Gen Z đâu. Như bây giờ đâu người ta nói rất nhiều đến Gen Z, là các bạn trẻ sinh ở cuối những năm 90 rồi đến bây giờ, chứ không phải chỉ có Gen Z đâu. Mà thế hệ mới có thể có ngay cả ở những người mà ở tuổi lớn, nhưng mà là với điều kiện là phải chấp nhận đổi mới, tự mình phải đổi mới, tự mình phải sáng tạo thì mới có thể làm việc được cùng với những gen sau. Tương tự trong một gia đình ấy, mà tôi nói thật đấy, tôi vì ở nhà tôi là vẫn sống 3 thế hệ cùng với các con các cháu, và cái điều tôi thấy là may mắn vô cùng là được sống cùng với các cháu để thường xuyên nghe chúng nó nói chuyện với chúng nó và hiểu cái cuộc sống bây giờ nó khác như thế nào. Qua đó mình học được nhiều lắm từ chúng nó, nói thật, chứ còn tụi nó học được tôi, ở tôi thì chắc là chẳng có gì nhiều đâu, nhưng mà mình học được ở nó rất nhiều để về cái cách sống, về cách nghĩ trong thời đại mới, và chính chúng nó là đã thúc đẩy mình là phải học liên tục và tự mình phải thay đổi đầu óc mình liên tục, kể cả những thói quen được dạy từ bé của một người phụ nữ truyền thống theo kiểu truyền thống trong gia đình như thế nào, thì bây giờ mình cũng có thể là mình giữ cái thói quen đó, nhưng mình không áp đặt, không bắt trẻ con, nhất là lũ cháu của tôi là con gái, là cứ phải vào bếp vào núc học món nọ món kia, không cần. Tất cả cái đó tôi bảo có thể học sau ngoài đời, đến lúc nào cần thì phải làm được, nhưng mà không nhất thiết là phải đầu tư quá nhiều thời gian công sức cho cái đó chẳng hạn. Thì mình, những người, tôi chỉ muốn nhấn mạnh là ở thế hệ trước là phải cố gắng tự mình thay đổi rất nhiều để tạo điều kiện cho những thế hệ sau thay đổi. Vì dù sao thì hiện nay là trong lãnh đạo chủ chốt ở công ty vẫn đang có các lứa tuổi là tương đối cao, là đan xen cùng với người trẻ. Thế còn chuyển giao dần thế hệ là điều đương nhiên nó sẽ tới. Đương nhiên sẽ tới, một quy luật tất yếu, không thể khác được. Nhưng mà thế hệ nào thì cũng phải như vậy. Thế còn về các anh nói đến động lực mới ấy, trong cái tinh thần mới về đội ngũ, rồi về tinh thần và động lực, thì rõ ràng bây giờ động lực khác trước rất nhiều rồi. Động lực bây giờ nó phải là động lực của đơn vị, nó phải là từ đổi mới sáng tạo, từ con người với cái trình độ và kỹ năng được nâng cao, về cách làm, cái cách nghĩ khác, cách làm khác thì mới có được. Thế và rồi là động lực mới nó cũng là phải để mà xem xét lại công nguồn lực của mình,
Bây giờ không nhất thiết là phải cứ có vốn thật to hoặc quy mô thật lớn thì mới có thể giỏi giang được. Tôi cũng hơi tiếc là mới chỉ có ngày hôm qua thôi, khi mà Thủ tướng gặp các doanh nhân nhân kỷ niệm 20 năm chúng ta công nhận Ngày Doanh nhân Việt Nam, thì cũng vẫn có Bộ trưởng Bộ Ngành Đầu tư thì vẫn nhận định là đa số doanh nghiệp Việt Nam là có mấy cái hạn chế lớn, là một là quy mô nhỏ, hai nữa là cái trình độ công nghệ, trình độ hiệu quả năng suất thấp, và thứ ba nữa là cái hệ thống quản lý điều hành chưa tốt. Thì những cái đó thì nó cũng có phần đúng, nhưng mà nhỏ thì cũng cái điểm này có lẽ cũng phải xem thêm. Chúng ta cần những doanh nghiệp lớn làm đầu đàn thật, nhưng mà chúng ta rất nên khuyến khích từ nhỏ để bằng công nghệ, bằng cái nguồn nhân lực chất lượng cao hơn để trở thành lớn hơn. Ở Singapore người ta tự hào tên là nhỏ mà đẹp, mà small and beautiful mà. Thành ra mình cũng không nhất thiết là cứ phải mặc cảm quá. Bởi vì nếu mà cứ nghĩ như thế, lúc nào nhìn đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thấy nhỏ 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 và nghĩ là nhỏ là không làm được. Nhưng không phải thế. Dạng đông từ nhỏ mà bật lên trở thành một ông lớn chứ. Thế nên phải có quyết tâm, phải có cách làm. Đừng có quá mặc cảm với cái sự nhỏ bé của mình. Thế và những đơn vị công nghệ mà đã đang cộng tác với dạng đông cũng vậy. Tất nhiên có những gương mặt rất lớn như Viettel hoặc là FPT này khác, nhưng mà cũng có những công ty tôi nghĩ là khởi đầu không phải là lớn. Những cái công ty ví dụ như làm về an toàn chẳng hạn, thì có thể ban đầu an ninh mạng các anh chỉ có vài người thôi, giỏi rồi có cùng tay nghề với nhau, cùng cái chí hướng với nhau, cộng tác với nhau thì mới lớn dần lên được chứ. Thành ra rất cần là đặt vấn đề về nhỏ theo một cách là khuyến khích người ta, động viên người ta để trở thành lớn bằng nhiều cách khác nhau. Mà đừng có chờ đợi chỉ bằng tiền. Tiền không phải là tất cả. Có cộng, có được một mạng lưới cộng tác tốt, có chiến lược tốt, có tầm nhìn tốt thì vẫn có thể phát triển lên được. Thì là tôi rất mừng là tất cả những bài học của dạng đông hôm nay thực sự lại giúp tôi lại thấm thía thêm những cái điều về phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nói chung. Thế cuối cùng thì là nhân ngày 13 tháng 10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam sắp đến vào Chủ nhật tuần sau, thì chúng ta kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Thì xin kính chúc tất cả các anh chị với tinh thần doanh nhân ở đây không phải chỉ những người chuyên làm doanh nghiệp như anh Thăng và các chị làm ở Giảng Đông, nhưng mà những người làm công nghệ, làm kỹ thuật ở các công ty khác nhau cũng là đang là những người vừa là những nhà công nghệ vừa có cái tinh thần doanh nghiệp rất cao. Thì những người đó thì kính chúc anh, tất cả các anh, các chị sức khỏe và sự phát triển, sự thành công của mình trong thời gian tới ạ. Xin cảm ơn. Kính thưa giáo sư Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, kính thưa các nhà khoa học, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Rạng Đông, hôm nay Đảng ủy và ban lãnh đạo công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức chương trình ngày hội thi đua lao động sáng tạo làm thỏa lòng Bác Mong với chủ đề Rạng Đông chuyển mình trong kỷ nguyên mới, là hoạt động ghi dấu mốc son trên hành trình phát triển bền vững của công ty. Thành công nối tiếp thành công với hiện tượng Rạng Đông được tổ chức đúng vào dịp 70 năm ngày giải phóng thủ đô và ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10. Chương trình Rạng Đông chuyển mình trong kỷ nguyên mới lại càng có nghĩa sâu sắc, tiếp thêm nguồn lực, sức mạnh, giá trị tinh thần to lớn cùng với Rạng Đông bước vào một khởi điểm mới với kỳ vọng tăng tốc, bứt phá và cán đích sớm. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của Rạng Đông đã đạt được trong thời gian qua và xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí, như chúng ta đã biết thì những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hiện nay đang chuyển sang công nghệ 4.0 cộng đã tạo ra những cái thay đổi chưa từng có trong các hoạt động quản lý nhà nước, trong quản lý xã hội và nhất là trong các hoạt động kinh tế. Năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 52 về một số chủ trương chính sách chủ động
tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021-2026 là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thành ủy Hà Nội thì năm 2020 sau đại hội cũng đã ban hành chương trình số 07 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội cũng xác định một trong 3 khâu đột phá của giai đoạn 20-25 là ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Tiếp thu những định hướng và tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, đại hội lần thứ 25 của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã thông qua chiến lược chuyển đổi số của giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Như vậy, Đảng bộ Rạng Đông đã thực hiện một cách xuất sắc các nghị quyết của đảng các cấp đã đề ra. Trải qua 5 năm tiến hành chuyển đổi số, chiến lược, sản phẩm và dịch vụ, mô hình tổ chức và mô hình sản xuất kinh doanh với những thành quả rất đáng khâm phục, đến nay Rạng Đông đã chính thức bước vào khởi điểm lịch sử mới với những đột phá thích ứng thời đại mới để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi kép của Rạng Đông. Ban Thường vụ Đảng ủy khối rất tự hào và đánh giá rất cao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy, ban lãnh đạo, đội ngũ người lao động của công ty đã đoàn kết, thống nhất, dũng cảm vượt qua những nỗi sợ hãi và thất bại, luôn cầu thị, quyết tâm, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện chuyển đổi số với cái lộ trình bài bản, khoa học, chắc chắn và với một tốc độ rất nhanh. Đến nay, Rạng Đông đã hình thành cho mình một lý luận chuyển đổi số. Không nhiều doanh nghiệp ở nước ta có những lý luận về riêng cho mình để phát triển. Vì vậy mà Trung ương và thành phố đã lấy là điểm sáng cho các doanh nghiệp khác đến đây tham quan, học tập và nghiên cứu. Với quy trình triển khai tổ chức thực hiện bài bản đạt kết quả rất đáng tự hào, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tin tưởng thông qua chuyển đổi số và những kết quả đạt được, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông sẽ hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược trở thành doanh nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số kép, số xanh, doanh nghiệp doanh thu tỷ đô và là doanh nghiệp dẫn dắt về chuyển đổi số trong cả nước trong thời gian tới. Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích rất đáng tự hào của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đạt được trong thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia đã luôn quan tâm, tâm huyết, đồng hành cùng sự phát triển của Rạng Đông, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng tập thể cá nhân của Rạng Đông đã đạt được những thành tích như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí. Kính thưa anh Phú, kính thưa anh Thăng, kính thưa tất cả các anh chị và đặc biệt là kính thưa cán bộ công nhân viên của Rạng Đông. Trước hết là tôi rất xúc động vì lần nào đến đây, mặc dù tôi chắc là cũng không phải là gắn bó từ đầu, những năm lại đây thôi với Rạng Đông. Hôm nay vào thì thấy là trong một năm qua các anh chị thay đổi quá nhanh, nhanh hơn cả cái dòng suy nghĩ ở trong đầu tôi, cho nên là rất là khó nói. Thế nhưng mà dù nhanh như vậy, với ba cái điểm mà tôi nghĩ là có những cái thay đổi chuyển mình rất là lớn trong một năm qua. Cái thứ nhất tức là cái tận dụng cái cuộc cách mạng này, cái chuyển đổi số, đúng không? Thông minh hơn, tự động hóa hơn, tích hợp các cái chức năng trong tất cả sản phẩm, quá trình sản xuất nó tốt hơn, hệ sinh thái mở rộng hơn, không chỉ bản thân doanh nghiệp mà với các đối tác trong cái kết nối của mình, và cái đặc biệt nữa tức là gắn chuyển đổi số bắt đầu với chuyển đổi xanh. Thế nhưng mà tất cả những cái thay đổi ấy thì nó rất ấn tượng, nhưng mà đằng sau đấy vẫn là một cái chất rất là Rạng Đông, văn hóa Rạng Đông, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhưng mà cũng rất con người, rất là nhân bản. Và tôi nghĩ cái là cái một trong cái nền tảng rất là quan trọng.
Trong 5-7 phút thì tôi chỉ xin chia sẻ hai cái cụm từ thôi. Một là gắn với cái chữ kép, xanh và số. Cái thứ hai là câu chuyện doanh nghiệp Việt, doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp đầu đàn. Kép ấy, chuyển đổi kép ấy, thì chúng ta biết nó không chỉ là câu chuyện thay đổi tư duy, phát triển bền vững, bao trùm, sáng tạo. Nó không chỉ là câu chuyện cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo Việt Nam và thế giới. Nó không chỉ là thách thức và cơ hội, mà hai cái điểm tôi rất muốn lưu ý. Nó là cuộc cách mạng. Chuyển đổi kép này nó là cuộc cách mạng. Chúng ta thấy số cách mạng Tổng Bí Thư cũng nói, nhưng mà phải nói là cả xanh. Cách mạng ở đây không chỉ là cuộc cách mạng về công nghệ, nó là cuộc cách mạng về phương thức sản xuất. Nó thay đổi toàn bộ lối sống, cách sản xuất, kinh doanh, mô hình sản xuất, kinh doanh, suy nghĩ về nguồn lực khác. Nhưng mà cái cách mạng lớn nhất trong chuyển đổi số, chúng ta nói bây giờ chuyển đổi xanh, đó là cuộc cách mạng về thể chế. Cách làm, cách chơi, luật chơi, mô hình quản trị. Và trong cái mô hình quản trị này thì tôi chỉ muốn rạng đông gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ hơn cái cuộc cách mạng thể chế này. Trước đây chúng ta quản trị là tuyến tính, đặc biệt là châu Á, cấp trên, cấp dưới, rất là tốn kém thời gian ra quyết định. Bây giờ quản trị là nó có 4-5 từ thôi. Từ thứ nhất là speedy, tức là phải rất nhanh. Từ thứ hai là agile, tức là rất linh hoạt. Từ thứ ba là on stakeholder, tức là dù là tham gia, như là kết nối với đối tác, hay là đánh giá tác động, cùng thắng chẳng hạn, thì đều là phải tính đến tất cả các bên liên quan. Và cái từ thứ tư của quản trị, governance đấy, tức là phải dám chơi, thử nghiệm, sandbox, học hỏi và làm lại, cải tiến làm cho nó tốt hơn. Nhưng bây giờ thêm từ cả từ thứ năm nữa, trong cái bài của anh Kết là có just in time, đúng không? Tức là phải đúng thời điểm. Thế bây giờ nó còn thêm cái quản trị là just in case nữa. Bởi vì rất nhiều rủi ro, rất nhiều những cú sốc bên ngoài, rất nhiều những cái có thể chúng ta sai lầm, nó tạo ra cú sốc bên trong. Thế thì cái just in case này là cái quản trị rủi ro. Và trong quản trị rủi ro thì cái mà tôi muốn nữa ở rạng đông, tức là gắn dòng tiền, tài chính với lại tất cả cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh này. Và cái quản trị gọi là quản trị phi tuyến này, bên cạnh cái quản trị rất là tuyến tính. Cái thứ hai mà tôi muốn nói đó là cái doanh nghiệp Việt. Đây không chỉ là câu chuyện doanh nghiệp tư nhân, trong cái quá trình nhận thức của toàn bộ 40 năm đổi mới, từ cái chỗ là năm thành phần, từ cái chỗ là vai trò, cho đến là một trong những cái lực lượng cơ bản tạo sự phát triển. Thế thì cái nghị quyết 41 của một ký năm ngoái đấy, về doanh nghiệp doanh nhân dân tộc ấy, thì lần đầu tiên trong một văn bản chính thức, nói thì có thể nhiều rồi, là dùng chữ dân tộc, dùng chữ dẫn dắt, không phân biệt, miễn là đấy là Việt chúng ta, đấy là dân tộc chúng ta, doanh nghiệp ấy. Thế thì Việt Nam đã có trình chuyển biến 930.000 doanh nghiệp, start up có, siêu nhỏ có, nhỏ và vừa có, gọi là lớn cũng có, tỷ đô cũng có. Thế nhưng mà lớn mạnh, cái chữ mạnh thì rất ít. Có thể rất to, nhưng mà chưa đủ lớn mạnh. Thì muốn lớn mạnh thì nó phải có ba cái. Và rạng đông đã bắt đầu có những cái của ba cái này. Cái thứ nhất là năng lực về công nghệ. Công nghệ lõi không chỉ là tiếp thu, làm chủ, không chỉ là sáng kiến, mà là sáng tạo, được thừa nhận quốc tế,
Đấy là cái điều đầu tiên. Và Rạng Đông là có đúng không? Những cái giải thưởng rồi những cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta chia sẻ. Cái thứ hai, nếu mà mạnh ấy, là phải có thương hiệu mạnh. Thương hiệu ấy không chỉ là trong nước, thương hiệu ấy dần dần phải là khu vực và toàn cầu. Đấy, bảng giá trị thương hiệu Việt Nam gần 500 tỷ, lớn nhất là ông Viettel hơn 8 tỷ. Đấy, còn lại là vài trăm triệu. Đấy. Thế nhưng mà cũng một hơi nỗi buồn, những cái doanh nghiệp mà có thương hiệu tốt nhất Việt Nam trong những năm qua thì là tài chính ngân hàng. Công nghệ thì chỉ ít lắm, Viettel, còn lại cũng tốt nhưng mà chưa đủ, đó là ngành thực phẩm, chế biến thực phẩm. Đấy là những ngành có thương hiệu tăng nhanh nhất như Vinamilk. Thế thì Viettel làm sao mà hướng cái thương hiệu này? Thế thì mở ngoặc ở đây tôi chỉ nói một cái ý nhỏ thôi. Cái video clip rất tốt. Thế nhưng mà Rạng Đông phải nghĩ một cái video clip chỉ 2 phút thôi. 1 phút rưỡi thôi. 21 nền kinh tế làm APEC năm 2017. Video clip chỉ 3 phút. Thế thì để khi trình bày, mình gắn cái video clip phút rưỡi đầy ấn tượng, đầy thương hiệu, đầy chất Rạng Đông. Chứ vừa rồi là với nhau, với ta thì có thể 15 phút. Ok. Thế tôi chỉ nói một điểm nhỏ. Và cái điểm thứ ba là phải mang tính lan tỏa. Cùng chơi, cùng thắng, dẫn dắt. Không phải chỉ mình, mà là các doanh nghiệp khác, là cả xã hội. Thế thì đấy là làm sao mạnh thì phải là cả ba cái đấy. Thế thì với cái tinh thần như vậy thì thay cho lời kết, tôi đã xem cái bảng của Rạng Đông. Trên 30 năm là thế hệ giữ lửa, 20 năm là truyền lửa, 5-6 năm là kết nối, đó, lan tỏa. Thì tôi đề nghị là từ, tôi nghĩ là từ, không phải đề nghị, tôi nghĩ là từ 2026, sau cái 5 năm này, chuyển luôn một cái thế hệ mới. Và tôi tạm nghĩ thế hệ ấy là thế hệ vươn mình, thế hệ ấy là thế hệ nâng tầm một cái đẳng cấp khác. Tổng Bí thư thì dùng kỷ nguyên mới vươn mình, khát vọng Việt Nam gắn với khát vọng 30, khát vọng 45. Và các cái cụm từ cho cái kỷ, cho cái thế hệ mới của Rạng Đông, nó là vươn mình, có thể là nâng tầm cái đẳng cấp, nhưng mà nó gắn với hai cái từ, một từ thì các anh đã nói rồi, đó là vươn mình trong chuyển đổi kép, thì đấy là một. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng không kém là đi cùng và vượt trước thời đại. Chúng ta hiện nay kinh tế có ba từ: bắt kịp, đi cùng và vượt trước thời đại. Ba cái từ ấy người đầu tiên nói tại hội nghị là ICT Summit năm 2014, đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ba cái từ, tức là không chỉ bắt kịp, nhưng với Rạng Đông bỏ cái chữ bắt kịp đấy. Các anh chuyển đổi số bắt kịp rồi, chuyển đổi xanh có thể là dần bắt kịp, nhưng mà là đi cùng và vươn. Thì đấy là cái kỷ nguyên mới, hay là cái thế hệ mới, bắt đầu từ 2026 cho Rạng Đông. Và nếu các anh đọc quyển sách của hai tác giả nước ngoài, Việt Nam ngôi sao đang lên của châu Á, đúng không? Thế thì cái ý rất hay của quyển sách ấy là không phải chỉ thu nhập cao vào năm 45, không chỉ là công nghiệp hóa, không chỉ là thịnh vượng, và cái này rất gắn với câu chuyện thương hiệu. Việt Nam phải có những sự kiện, những dấu ấn mà thế giới đời đời nhớ đến. Hàn Quốc đã làm được, đó là gì? V-pop Việt Nam phải nổi tiếng còn hơn cả K-pop. Thứ hai là Việt Nam phải có những bộ phim được giải thưởng Hollywood. Hàn Quốc có rồi, cách đây 2 năm. Và Việt Nam phải có những bằng sáng chế phát minh được giải Nobel. Đấy, tức là đi cùng với cái thu nhập, đi cùng.
thì liệu và Việt Nam phải là nơi đăng cai Thế vận hội bóng đá thế giới hoặc là Olympic? Thì ông rất mong muốn một những cái sự kiện ấy nó gắn với cái khát vọng Việt Nam, cái vươn mình của Việt Nam. Thế thì Rạng Đông sẽ có những dấu ấn gì? Thì tôi nghĩ là cái Rạng Đông rất nên nghĩ là cái lõi là ánh sáng, là laser, và không phải chỉ dân sự, lãi ấy là cả lưỡng dụng. Và doanh nghiệp dân tộc thì một trong những chính sách mà nhà nước đang làm, thủ tướng đang, Bộ Kế hoạch Đầu tư đang làm là những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp dẫn dắt. Cuối năm nay báo cáo đấy, Rạng Đông cũng có thể là một trong những cái doanh nghiệp ấy đấy. Thế thì cái đơn đặt hàng, chúng ta thị trường, chúng ta cam kết hội nhập, nhưng sẽ có cách để mà hỗ trợ những doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp dân tộc ấy. Ví dụ đơn đặt hàng. Thế thì Rạng Đông phải làm như vậy. Và đấy cũng là lời chúc của tôi, cái lòng mong mỏi của tôi ngày hôm nay, một lần nữa là nhân rất nhiều ngày trong tháng 10 này, chúc cho Rạng Đông là không chỉ là hạnh phúc, không chỉ là thành công trong kết quả sản xuất kinh doanh, và bước đầu có những cái dẫn dắt cho xã hội, cho các doanh nghiệp khác noi theo, mà cái quan trọng là giữ mãi được cái niềm tin, cái văn hóa cốt lõi của mình, cái ý chí để mà đạt được cái những cái khát vọng cho mình và đóng góp cho cái khát vọng, cùng với những cái dấu ấn rất nhiều sự kiện. Ông hãy nghĩ cái sự kiện của mình năm 30-45 là gì cho mình và cho đất nước. Rất là cảm ơn các anh ấy chị. Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban ngành trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các đối tác của Rạng Đông. Kính thưa anh Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc của công ty, cùng các anh chị trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và thưa tất cả các anh, các chị, các bạn. Hôm nay tôi rất là vui được về dự một cái sự kiện Tech Day 10 của Rạng Đông. Thì tôi là người cũng sớm gắn với Rạng Đông, hiểu Rạng Đông nhiều, nhưng mà xa Rạng Đông cũng quá lâu rồi. Hôm nay là lần đầu tiên ấy, được gặp gỡ các đồng chí cán bộ chủ chốt, anh chị em công nhân viên của công ty và các bạn đối tác của Rạng Đông. Được phép nói, tôi chỉ nói hai điều thôi. Một là xin phép được nói một chút về cái cơ duyên của tôi với Rạng Đông. Và thứ hai là xin phép được nó phát biểu cái cảm nhận, thu hoạch về Rạng Đông. Trước hết nói về cơ duyên, thì báo cáo các anh chị là tôi là cư dân láng giềng của Rạng Đông từ cuối những năm 90, cuối những năm 60, đầu năm 70 của thế kỷ trước. Là sinh viên tốt nghiệp, rồi là giảng viên của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Dạy sử, nghiên cứu sử hiện đại, chuyên về nghiên cứu xây dựng chủ nghĩa xã hội và giai cấp công nhân. Cho nên từ sớm đã rất là quan tâm, nghiên cứu về Rạng Đông, khâm phục Rạng Đông. Một cái cơ duyên quan trọng là năm 1998, tôi chuyển về công tác ở Thành ủy Hà Nội. Thì lúc đó Thành ủy có hai câu chuyện quan tâm lắm. Một là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Hai là công tác đảng trong các doanh nghiệp cổ phần hóa. Thì chính cái câu chuyện này nó trở thành cơ duyên để tôi gặp và thường xuyên trao đổi với anh Nguyễn Đoàn Thăng, lúc đó là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty.
Hồi nãy là anh Nguyễn Đoàn Thăng trong các cuộc họp phát biểu rất tâm huyết, đầy trách nhiệm về những trăn trở, những tìm tòi, những thể nghiệm và những kinh nghiệm của Giảng Đông. Và những kiến của anh Nguyễn Đoàn Thăng lúc đó phải nói là đóng góp cho thành ủy rất nhiều trong việc lãnh đạo công tác cổ phần hóa, trong việc lãnh đạo công tác đảng, trong các doanh nghiệp cổ phần hóa. Anh Thăng chắc ở đây nhớ, hôm nay một trong niềm vui của tôi là gặp lại những người bạn lâu lắm rồi. Hôm nay có chị Phạm Chi Lan, anh Lê Đăng Doanh, anh Võ Trí Thành, đều là những người lâu không gặp, hôm nay còn nói tâm huyết lắm. Và đặc biệt là gặp anh Nguyễn Đoàn Thăng, những năm dài, anh Thăng từ năm 2000, từ 1998 cho đến 2006, tôi rời Hà Nội. Anh nói là khâm phục và quý trọng Giảng Đông, hiểu Giảng Đông. Và lúc đó nói là Giảng Đông là một điểm sáng trong doanh nghiệp thủ đô và xứng đáng là một đơn vị anh hùng lao động thời đổi mới. Sau này lên Trung ương thì tôi không có điều kiện để thường xuyên được gần gũi, mà tôi vẫn theo dõi Giảng Đông và rất mừng là trước sự va đập rất là khắc nghiệt của kinh tế thị trường, trong 13 doanh nghiệp một thời là niềm tự hào của nền công nghiệp nhẹ non trẻ do chủ nghĩa, thì Giảng Đông là doanh nghiệp trụ vững, và không chỉ trụ vững mà còn phát triển mạnh với những bước đi rất ngoạn mục, rất ngoạn mục. Còn các doanh nghiệp khác thì phần lớn là không giữ hết, giữ được cái vị thế đó. Thế thì khi mà được nhận lời mời về tham dự buổi này thì tôi đọc khá nhiều về Giảng Đông. Anh Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu thế nào, các bài báo đọc hết. Các bài báo viết về Giảng Đông thế nào, tôi cũng nghiên cứu kỹ. Và vừa rồi cái ấn phẩm mới nhất của các đồng chí, để tôi đọc rất kỹ. Và rất mừng là phải nói, trong 63 năm kể từ khi thành lập, rồi một hoa giáp khi Bác Hồ về thăm, rồi gần 40 năm đổi mới, và đặc biệt là 5 năm thực hiện chuyển đổi số, Giảng Đông đã viết nên một câu chuyện thần kỳ. Giảng Đông đã tạo nên cho mình một tinh thần ý chí Giảng Đông, một tập nhìn chiến lược, một tư duy đột phá và phong cách Giảng Đông, một văn hóa Giảng Đông, một đạo đức Giảng Đông. Và chính đó là nền tảng để tạo nên tầm vóc, vị thế, hiệu quả của Giảng Đông trong mấy chục năm qua. Thì đấy là cái mà tôi cảm nhận được và rất là yêu quý Giảng Đông nói chung, và đặc biệt có tình cảm quý mến đối với đồng chí Bí Thư Tổng Giám Đốc hôm nay, là Bí Thư Giám Đốc của mấy chục năm trước. Có thể nói cũng ít doanh nghiệp nào mà đồng chí đứng đầu lại đi một cuộc hành trình dài cùng với đơn vị của mình như vậy. Một con người rất là điềm đạm, mà sâu sắc, nhiệt huyết và rất bản lĩnh. Ý thứ hai tôi muốn nói là nói về Giảng Đông có thể nói nhiều điều lắm. Từ sáng đến nay chúng ta đã nghe rất nhiều cái thông tin về Giảng Đông. Các vị khách nói, các đối tác nói, anh em trong công ty nói, những trăn trở tìm tòi, có thể phân tích, mổ xẻ nhiều vấn đề lý thú lắm. Tôi xin nêu ba thu hoạch của mình.
Hôm nay Nguyễn Quân, nguyên bộ trưởng lúc đầu phát biểu nói cái ý đúng đấy, tức là Rạng Đông không chỉ thuần túy là một doanh nghiệp, mà Rạng Đông là một đơn vị có sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và luôn luôn quán triệt, vận dụng rất sáng tạo chủ trương của Đảng để phát triển. Cái điểm này anh Trường Sơn nói là đây là không phải chỉ là do những doanh nghiệp làm ăn phát đạt, mà là một tổ chức chính trị xã hội vững vàng, một năng động, sáng tạo. Tôi nhớ là vào đầu năm đổi mới thì Rạng Đông khó khăn lắm, bên bờ phá sản mà. Sau đó thực hiện đường lối đổi mới, Rạng Đông đi vào hai đột phá đổi mới rất đúng: cải tiến dây chuyền sản xuất và đầu tư nâng năng lực và trình độ công nghệ. Hai cái mũi đột phá rất đúng đắn đó. Và qua 5 lần khởi nghiệp, qua thử nghiệm năng tầng công nghệ, càng ngày Rạng Đông càng đi một cách vững chắc, nhanh chóng vào sự nghiệp đổi mới. Thì nói đấy là cái thứ hai là năm 1919, Bộ Chính trị ra nghị quyết 52 về vấn đề rất mới: chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Báo cáo thật với các chị, khi tôi đọc nghị quyết này tôi mừng lắm, tôi mừng lắm, bảo thế là Đảng đã nhận thức ra và đã quyết tâm đi vào một vấn đề rất mới. Thế thì cái nghị quyết 52 là nghị quyết rất mới. Trước đây ta nói nhiều nghị quyết về chính trị xây dựng Đảng này, nói nhiều về kinh tế thôi, nói nhiều văn hóa xã hội thôi, nhưng mà lần đầu tiên có một nghị quyết chuyên đề đi sâu vào vấn đề công nghệ hiện đại. Cái nghị quyết đó không dễ hiểu, không dễ làm, nhưng mà đặc biệt thú vị và đáng khâm phục là Rạng Đông thời điểm đó vừa trải qua một kiếp nạn. Tháng 8 năm 2019, một cái cơn hỏa hoạn khủng khiếp làm thiệt hại 150 tỷ đấy. Mà chính trong thời điểm đó, Rạng Đông quyết tâm vượt qua rủi ro, đi nhanh vào hiện đại. Đi rất nhanh, thực hiện quyết liệt cái tinh thần nghị quyết 52. Và nhờ vậy mà 5 năm qua chúng ta thấy là Rạng Đông đã phát triển rất bứt phá, rất bứt phá. Hôm nay các nhiều vị khách bảo là đến, cũng đến nhiều, nhưng mà lần này đến thấy Rạng Đông thay đổi nhiều quá, bứt phá nhiều quá. Thì đây chính là vì năng động sáng tạo, thực hiện một cách đúng đắn nghị quyết 52 của Bộ Chính trị. Cái điểm thứ ba thể hiện sự năng động là Hội nghị Trung ương 10 vừa họp xong, tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một vài phát biểu mới nói đến vấn đề cuộc cách mạng chuyển đổi số, mới nói đến một cái phương thức sản xuất số trên cơ sở lực lượng sản xuất số và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Thì Rạng Đông đã chớp ngay và đã đưa thành một cái mục tiêu là Rạng Đông chuyển mình trong một kỷ nguyên mới. Tôi thấy cái tư duy Rạng Đông rất năng động, rất nhạy cảm, rất sắc bén. Thì tôi thấy đấy là cái thu hoạch thứ nhất. Cái thứ hai đấy, tôi thu hoạch được là Rạng Đông có một ý chí thép, đi tiên phong và quyết tâm đột phá. Rạng Đông không chỉ năng động sáng tạo để thích ứng với sự chuyển đổi của hoàn cảnh, mà Rạng Đông quyết tâm
đi vào đổi mới để vươn tới đỉnh cao, để tiên phong đi đầu. Đây là tinh thần rất rõ của Rạng Đông. Cho nên trong giá trị cốt lõi của Rạng Đông ấy, có một câu tốc độ. Tốc độ, tốc độ, tốc độ. Tốc độ là thời cơ. Tốc độ là sức mạnh. Cho nên Rạng Đông đi nhanh là vì có quyết tâm đi trước, dẫn trước, vượt trước để tạo ra đột phá. Thì đấy là cái thứ hai mà tôi thấy rất là tâm thiết. Cái thứ ba tôi thu hoạch được ở Rạng Đông ấy, là Rạng Đông có một triết lý văn hóa và đạo đức vững chắc. Tôi rất là thú vị khi các đồng chí nói phương châm phát triển của Rạng Đông là khoa học công nghệ, đổi mới và sự tử tế. Tôi thích ba chữ sự tử tế cái lắm. Cái sự tử tế đó, đó chính là tinh hoa của văn hóa doanh nghiệp, là tinh hoa của đạo đức doanh nghiệp. Chính cái sự tử tế ấy đó đã kết nối hàng nghìn người Rạng Đông thành một khối, nhất là những lúc gian nan thử thách. Thưa các đồng chí, là cái vụ cháy tháng 8 năm 2019, lúc đó là công nhân viên người lao động sẵn sàng dành trích cái phần tiền thưởng, rồi sau đó còn dành tiền của mình góp vào để giúp cho nhà máy vượt qua thách thức. Một cái nghĩa cử thật là cao đẹp, thật là tử tế. Những cái tử tế nó kết nối nghìn con người thành một khối. Chính cái sự tử tế ấy đấy, đã kết nối các thế hệ của Rạng Đông. Anh Thăng thì có nói là thế hệ truyền lửa và thế hệ tiếp nối. Hôm nay Võ Chí Thành thì nói là ba thế hệ. Tôi nói là ba thế hệ. Cái thế hệ khai sáng những năm 60. Những cái thế hệ truyền lửa những năm 70-80. Và bây giờ là thế hệ khai phóng. Ông Thành à? Phải dùng thế hệ khai phóng. Nó bay bổng ghê lắm. Nó táo bạo ghê lắm. Thì chính cái tử tế kết nối ba cái thế hệ này thành một dòng chảy trí tuệ liên tục. Và không chính sự tử tế ấy đấy, đã kết nối công ty, cổ đông, nhân viên, khách hàng và đối tác. Cái sự kinh tế nó kết nối tạo thành một sức mạnh tổng hợp. Cho nên có thể nói là Rạng Đông đi lên không phải chỉ bằng công nghệ, không phải chỉ bằng đổi mới sáng tạo, mà Rạng Đông đi lên bằng văn hóa và đạo đức. Cho nên cái bước đi ấy nhanh nhưng mà bền vững, bền vững. Thì đấy là những cái thu hoạch của tôi sau khi sau mấy chục năm gần hiểu và gần đây nghiên cứu kỹ về Rạng Đông. Và tôi nghĩ rằng những điều này không phải chỉ là nguồn lực, là động lực rất quý của Rạng Đông đâu, mà còn là những bài học quý cần phải được truyền bá rộng rãi. Anh Võ Chí Thành nhỉ, sao doanh nghiệp nào cũng làm được như thế thì tốt biết bao nhiêu, thì đất nước phát triển mạnh mẽ biết bao nhiêu. Thế thì với những tình cảm rất là trân trọng, rất là quý mến, xin phép được gửi đến anh Nguyễn Đoàn Thăng, đến tất cả các anh các chị lãnh đạo và tập thể những người lao động của Rạng Đông, cùng tất cả các quý vị đại biểu quý mến, những lời chúc rất là tốt đẹp. Xin chúc tất cả chúng ta hạnh phúc, vui khỏe và thành công. Và xin chúc cho Rạng Đông rất là yêu quý của chúng ta ngày càng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, thực hiện được cái sứ mệnh, cái tầm nhìn và phát vọng phát triển của mình. Xin cảm ơn.